Rồi bây giờ chúng ta sẽ học tiếp cái nội dung của bài học ngày hôm nay, thì đây cũng là một trong những cái nội dung của bài thi, cho nên là chúng ta phải chú ý ha. Bài chính đó là biến đổi các biểu thức hữu tỉ giá trị của phân thức. Phần một nhỏ chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào là biểu thức hữu tỉ. Các em ghi bài ở vở đi. Rồi, bạn Khoa ghi bài xong thì các bạn bạn Khoa đọc yêu cầu của phần chấm hỏi cho cô nha. Chấm hỏi cho biết các biểu thức sau không: âm 2 phần 5 căn bậc căn bậc 2 của 7, căn của 7 2 x bình âm căn của 5 x cộng 1 phần 3 mở ngoặc 6 x cộng 1 đóng ngoặc nhân với mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc 3x phần 3x bình cộng 1 4x cộng 5 1 phần x cộng 3 2x phần x trừ 1 trừ 2 phần của 3 phần x bình trừ 1. Sắp xếp các biểu thức trên thành các nhóm: nhóm 1 các biểu thức là phân thức, nhóm 2 các biểu thức hiển thị các phép toán cộng trừ nhân chia phân thức. Rồi bây giờ cô cho một dãy gồm các cái biểu thức này ha. Bây giờ đầu tiên thì các em sẽ ghi cho cô các cái biểu thức này vào trong vở của mình trước ha, ghi tất cả những cái biểu thức này trong 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 vở của mình. Sau đó việc tiếp theo là mình sẽ phân loại trong đầu mình cái biểu thức nào là phân thức thì ghi ra đây, nhưng mà mình sẽ không có ghi, mình chỉ nói nghĩ trong đầu mình là trả lời cô thôi, không ghi nha. Còn riêng về các cái biểu thức này chúng ta sẽ ghi hết vào vở. Vừa ghi vừa suy nghĩ xem biểu thức nào là phân thức để sắp xếp chúng vào hai cái nhóm này cho cô. Kiệt, Tấn Lộc, Yến Nhi, Quỳnh Như. Em mở rồi mà cô. Cô chưa thấy hả cô? Giờ cô mới thấy nè, hồi nãy lúc cô nhắc là cô không thấy. Rồi em ghi bài xong chưa? Rồi, cô mời bạn Oanh ha. Bạn Oanh cho cô biết trong các biểu thức em đã viết ra thì biểu thức nào là phân thức? Dạ, cô là phân thức đâu hà? Một số có phải là một phân thức không? Bữa cô dạy đó, một số có phải là một phân thức không? Dạ, thưa cô là số 0 có phải là phân thức không? Dạ, không ạ. Không phải hả? Dạ phải. Rồi, số 0 cũng là một phân thức nè. Rồi, âm 2 phần 5. Nghĩa là cô là phải. Rồi, vậy thì tương tự như vậy, em hãy đọc những cái mà em cho là những biểu thức em cho là phân thức cho cô đi. Nghĩa là cô là 0, âm 2 phần 5. 6 x cộng 1 đóng ngoặc, mở ngoặc x trừ 2. Đúng không? Rồi các bạn để ý và nhận xét ha. Cô là 4 x phần 5. Căn bậc 2 của 7 ấy. 4 x phần 5 ở đâu ra vậy em? Dạ 4 x phần 5 cộng 1 phần x cộng 3. Rồi.
Hết chưa? Dạ rồi. À rồi, cô mời bạn Khanh nhận xét cho cô ha. Thưa cô, là theo em là thiếu một số nữa là 3x phần 3x mũ 2 cộng 1. À, phân thức là 3x phần 3x mũ 2 cộng 1. Để ý ha, chúng ta có hai nhóm nha. Nhóm thứ nhất là phân thức, nhóm thứ hai là các biểu thức thể hiện, biểu thị các cái phép toán, đó là cộng, trừ, nhân hoặc là chia phân thức nha. Vậy thì đối với nhóm thứ nhất này, các bạn có đồng ý, các bạn nào có ý kiến khác không? Cô mời bạn Nhật Quỳnh. Dạ thưa cô, em nghĩ cái 6x cộng 1 nhân cho x trừ 2 phải ở nhóm 2 cô. Cái này nó là một phân thức là đúng rồi mà em. Nó, tại vì nó là một cái đa thức, mình có thể là viết nó dưới dạng phân thức có mẫu là bằng 1 là đúng rồi ha. Yeah. Rồi. Cô mời bạn Khoa. Dạ cô nói gì cô nói lại gì cô. Theo em thì cái biểu thức nào là phân thức, bạn nói như thế này em có đồng ý không? Em nghĩ thêm căn 7 nữa cô. Căn bậc 2 của 7 nữa. Dạ. À rồi. Ngọc Anh. Dạ thưa cô, là 4x. Giải hết rồi cô. À rồi, thật ra cái 4x phần 5 cộng cho 1 phần x cộng 3 đấy, đó chính là biểu thức biểu thị các cái phép toán cộng trừ nhân chia. Đây là phép cộng của hai phân thức mà, chứ nó đâu phải là một phân thức đâu. Cho nên là cái phần này mình phải xét nó xuống dưới thì nó sẽ đúng hơn ha. Rồi, tụi em phải xem thật kỹ nha. Cái này là cái biểu thức biểu thị phép cộng trừ nhân chia phân thức là mình sẽ để xuống dưới này. Rồi, ở trên này sẽ không có nó. Mà thay vào đó chúng ta sẽ bổ sung thêm cái phân thức đó là 2. 2x mũ 2 trừ căn bậc 2 của 5x cộng cho 1/3. Bởi vì mình có thể viết cái đa thức này dưới dạng một phân thức có mẫu là bằng 1 ha. Thì đây chính là các biểu thức là phân thức ha. Rồi, còn lại thì cái biểu thức còn lại đó là 4x phần 5 cộng cho 1 phần x cộng 3. Đây chính là biểu thức biểu thị phép cộng của hai phân thức, các bạn thấy chưa? Rồi, ngoài ra chúng ta còn có một cái biểu thức cuối cùng. Đây là một cái biểu thức rất là phức tạp, nhưng mà nó vừa có phép, các phép tính nè. Đây là phép trừ, nguyên cái phần trên của nó là một phép trừ của hai phân thức, các em thấy chưa? Rồi, ở dưới ta cũng có một phân thức nè. Còn cái dấu gạch ngang lớn này nè, đang biểu thị cho phép chia của cái nguyên cái phần trên với phần dưới này. Đó, vậy cô có thể xếp nó dưới dạng ở cái phần dưới. Cái nhóm thứ hai ha, đó là 2x phần x trừ 1 trừ 2. Rồi một cách gạch dài hơn, phần 3 phần x mũ 2 trừ 1. Rồi như vậy các em thấy chúng ta có các phân thức ha, các biểu thức biểu thị các phép toán cộng trừ nhân chia phân thức. Thì tất cả những cái biểu thức mà các em vừa viết ra ở trong vở của mình và những cái biểu thức trên này nè, thì người ta gọi chúng đều là các biểu thức hữu tỉ. Tất cả những biểu thức này đều gọi chung là các cái biểu thức hữu tỉ. Vậy thì biểu thức hữu tỉ nó là gì? Nó có thể là gì các em? Theo các bạn hiểu nãy giờ mình làm đó, thì theo các bạn biểu thức hữu tỉ nó có thể là gì? Phân thức được không? À, cô mời bạn Quỳnh Hương. Để em cho cô là biểu thức hữu tỉ có thể là một biểu thức là phân thức hoặc là một biểu thức của các phép toán ạ. À đúng rồi, nó có thể là một phân thức ha. Một phân thức người ta cũng gọi nó là một biểu thức hữu tỉ, hoặc là các cái biểu thức biểu thị các cái phép toán như là cộng, trừ, nhân, chia phân thức, thì người ta gọi chung các cái biểu thức như vậy là các biểu thức hữu tỉ. Được chưa? Như vậy thì cái phân thức mà các em đã học đó cũng gọi luôn là phân thức, là biểu thức hữu tỉ. Rồi bây giờ chúng ta có một cái biểu thức phức tạp hơn như thế này, thể hiện các phép tính cộng trừ nhân chia phân thức, thì đây là biểu thức hữu tỉ luôn nha. Rồi các em ghi các phân thức vừa rồi vào thì các em sẽ nói là các biểu thức hữu tỉ, ghi thêm câu này nữa ha.
Rồi. Trong phần này các em sẽ chú ý cho cô một cái vấn đề như sau ha. Hồi nãy cô nói với các em là biểu thức hữu tỉ là nó biểu thị cái phép toán cộng trừ nhân chia phân thức. Vậy thì phép chia thể hiện ở chỗ nào? Thì các em sẽ chú ý cho cô phần này. Rồi, các em sẽ ghi vào ha. Nếu như cô có A phần B, rồi có cái dấu gạch dài như thế này nè các em, dài hơn cái dấu gạch của cái phân thức A phần B. Rồi, trên C phần D. Rồi, các em phân biệt ra cái dấu gạch ở giữa này nó dài hơn hai cái dấu gạch ở trên này, các em thấy chưa? Thì ở đây, cái dấu gạch dài đó chúng ta sẽ thay thế cho phép tính chia. Thì cái này chúng ta sẽ hiểu nó chính là chúng ta sẽ mang cái phân thức A phần B. Rồi, dấu gạch này chúng ta sẽ thay bằng phép tính chia, chúng ta chia cho phân thức C phần D. Đó, vậy cái phép chia nó thể hiện ở chỗ đó ha. Rồi, các em ghi vào trong vở của mình và chúng ta sẽ vận dụng nó để tìm hiểu sang cái phần 2. Đó là biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức. Sau đó chúng ta sẽ viết cái ví dụ 1 vào trong vở của mình và chúng ta cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện nó. Mời bạn Việt Tiến đọc cho cô yêu cầu của ví dụ 1. Biến đổi biểu thức A bằng 1 cộng 1 phần x phần x trừ 1 phần x thành một phân thức. Rồi, bây giờ đây là một cái biểu thức hữu tỉ ha, đây là một biểu thức hữu tỉ. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi cái biểu thức hữu tỉ này thành một có dạng như là một phân thức, có dạng là A phần B như những cái phân thức mà mình đã học trước đây. Rồi, các em ghi vào, sau đó cô hướng dẫn các em thực hiện ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phân biệt ha. Trong một cái biểu thức hữu tỉ, chúng ta cần phải phân biệt đâu là tử, đâu là mẫu để chúng ta xác định được. Ví dụ như là A phần B thì chính là A chia cho B. Thì chúng ta cần phải xác định được đâu là tử, đâu là mẫu để mình biết được lấy cái gì chia cái gì thì mình mới biến đổi nó thành một phân thức được. Như vậy, nãy cô đã nói với các em đó, khi mà chúng ta nhìn vào một cái biểu thức hữu tỉ, chúng ta sẽ nhìn ngay vào cái dấu gạch dài nhất ở trong này là cái dấu gạch mà ngang với dấu bằng nè, các em thấy chưa? Đây, dấu gạch này. Thì dấu gạch này là dấu gạch dài nhất. Thì dựa vào cái dấu gạch dài nhất này chúng ta sẽ phân biệt được đâu là tử và đâu là mẫu. Thì toàn bộ cái phần trên của dấu gạch dài, đây là phần này, thì nó chính là tử ha. Rồi, còn toàn bộ cái phần mà nằm bên dưới dấu gạch dài thì đây chính là mẫu. Và dấu gạch dài đó tí hồi chúng ta sẽ thay bằng phép tính, đó là phép tính chia, giống như phần chú ý nãy cô đã nói với các em. Rồi, vậy thì bây giờ chúng để biến đổi các biểu thức A này ta làm như sau. Đầu tiên ta viết lại biểu thức A ha. A bằng 1 cộng 1 phần x. Rồi, phần dấu gạch này sẽ dài hơn cái dấu gạch của phân thức bình thường. X trừ 1 phần x. Bây giờ chúng ta sẽ biến đổi nó thành phép tính chia. Rồi, vừa nãy cô đã xác định với các em toàn bộ phần tử đó là gì ha. Cô mời bạn Quỳnh đọc lại phần tử cho cô đi bạn Quỳnh. Thưa cô là 1 cộng 1 phần x. Đúng rồi, nói phần tử, viết phần tử ra đó là 1 cộng 1 phần x. Rồi, cái này là một phép tính cộng của hai phân thức nên chúng ta sẽ đóng mở ngoặc lại ha. Không đóng ngoặc là sai. Sau đó cái dấu gạch dài này, bây giờ chúng ta sẽ thay bằng phép tính, đó là phép tính chia. Vì bản chất của nó là phép tính chia ha. Rồi, chúng ta ghi phần tử ra, tử của nó chính là phần mẫu chứ, đó là phần dưới dấu gạch dài, đó là 1 trừ 1 phần x. Sau đó, đây cũng là một phép trừ giữa hai phân thức với nhau nên chúng ta cần phải đóng mở ngoặc lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như bình thường. Cái ngoặc thứ nhất nó là phép cộng của hai phân thức thì ta muốn cộng lại ta phải quy đồng lên. Rồi, cô mời bạn thực hiện cái phép tính thứ nhất ở trong ngoặc này cho cô nha. 1 cộng 1 phần x.
1 này chính là 1 phần 1 đó các bạn. Rồi chúng ta quy đồng lên thực hiện bình thường nha. Mời bạn Hằng. 1 phần là 1 phần x luôn cô. Rồi quy đồng lên thì cái này nó là 1, mình lấy mẫu thức chung là gì em? 1 với x thì mình sẽ lấy mẫu thức chung là gì luôn? Dạ 1x. À đúng rồi, mẫu thức chung là mình sẽ lấy 1x hay là x đó ha. Vậy thì cái phần mẫu này sẽ thiếu cái gì em? Thiếu x. Đúng rồi, nó thiếu x nên chúng ta phải nhân cả tử và mẫu của nó cho x. 1 mà nhân x thì được bao nhiêu? X phần x luôn. Đúng rồi, cộng cho? Cộng cho 1 phần x. Đúng rồi, phân thức này mẫu của nó là x rồi nên chúng ta sẽ giữ nguyên ha. Rồi, tương tự như vậy, ở bên cái ngoặc thứ hai này Hằng làm luôn cho cô nha. Mẫu thức chung của cái ngoặc này là gì em? Dạ, x. Cũng là x luôn, vậy thì em quy đồng cho cô này đi. X mũ 2 phần x. Đúng rồi, chính xác, x này chính là x phần 1 ha. Cho nên nó thiếu cả x nên ra nhân cả tử và mẫu của phân thức này cho x, thì x nhân x là được x mũ 2. Rồi, phần x trừ cho 1 phần x. Đúng rồi, 1 phần x. Rồi, trong từng cái ngoặc lại là hai cái phép tính chúng ta đã quy đồng rồi, làm bình thường thôi. Hằng làm tiếp cho cô đi Hằng. X cộng 1 thì vẫn là x. Rồi, x cộng 1 phần x. À đúng rồi, tới đây là cộng hai phân thức có cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Rồi, chia. Chia. Cô ơi, là x cộng 2 phần x. Ở x cộng 1 mũ 2 trừ x mũ 2 trừ mấy em? Dạ trừ 1. Đúng rồi, phần gì? Phần x. À đúng rồi, phần x. Tới đây là thành phép chia hai phân thức chúng ta vừa học lúc nãy. Cô mời bạn Khanh chia tiếp cho cô nha. Thưa cô, là lấy x cộng 1 nhân với x. Đúng rồi, chia là chúng ta sẽ nhân chéo đóng x mặt lại cô. Đóng mặt lại, nhân cho x, nhân chéo xuống là nhân cho x. Thưa cô, là phần 1, à phần x nhân mở ngoặc x mũ 2 trừ 1. À đúng rồi. Ở dưới chúng ta sẽ lấy x nhân chéo lên là ta nhân cho x mũ 2 trừ 1. Rồi bây giờ mình chỉ có rút gọn thôi. Rồi thưa cô, ở trên còn x cộng 1. Ở dưới còn x mũ 2 trừ 1. Rồi ở dưới sẽ còn x mũ 2 trừ 1. Mà x mũ 2 trừ 1 đây là gì á Khanh? Rồi thưa cô, là hàng đẳng thức. Đúng rồi, hàng đẳng thức số? Số 2 cô. Số 3 chứ. À, số 3. À, số 3 khai triển là gì? Thưa cô, là x trừ 1 trong ngoặc nhân với lại x cộng 1. Đúng rồi, cái x trừ 1 là 1 chứ là 1 mũ 2 nên ta khai triển là x trừ 1 nhân x cộng 1 và triệt tiêu đi là kết quả cuối cùng sẽ bằng? Thưa cô, là x trừ 1. 1 phần x trừ 1. À đúng rồi, 1 phần x trừ 1. Đó, như vậy chúng ta vừa biến đổi cái biểu thức phức tạp này thành một phân thức rất là đơn giản, đó chính là bằng 1 phần x trừ 1, bằng cách chúng ta sẽ biến đưa nó về phép tính chia, các em thấy không? Rồi. Đó là phần biến đổi biểu thức hữu tỉ ha. Rồi cái phần cô vừa ví dụ thì nó cũng tương tự như cái bài tập 46A, về nhà các em sẽ làm tiếp cái bài tập đó cho cô nha. Bạn nào chép không kịp nhớ nói nha em. Chúng ta cùng sang phần 3 nhỏ, đó là giá trị của phân thức. Các em ghi ví dụ 2 vào trong vở của mình nha, còn yêu cầu A, B khỏi ghi, chúng ta thực hiện thôi. Ghi tới đây thôi. Rất là nhiều bạn đã tắt camera đi rồi ha. Cô mời bạn Trần Đình Nhật Huy đọc cho cô yêu cầu ví dụ 2. Cô ơi, nãy bạn Huy bạn đi vệ sinh cái đứa em của bạn khóa cửa nhốt bạn lại ở bên trong phòng vệ sinh rồi cô. Thằng Hoàng á hả? Em không biết nữa cô, bạn kêu đứa em 1 tuổi nhốt lại cô.
Rồi, cô mời Khánh. Khánh ơi, đọc cho cô câu ví dụ 2 Khánh. Thưa cô là ví dụ 2 cho phân thức 3x trừ 9 x trừ 3. Thì A tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức 3x trừ 9 phần x mở ngoặc x trừ 3 được xác định. B tìm giá trị của phân thức tại x hay bằng 2004. Rồi, bây giờ ha, cô sẽ hướng dẫn các bạn bài này một cách rất là đơn giản thôi. Thì ở đây chúng ta có cái phân thức, thì các bạn biết rồi, một phân thức, ví dụ như cô có phân thức A phần B, thì phân thức luôn luôn phải có điều kiện, đó là cái phần mẫu của nó phải khác không. Phần mẫu nè, là phần B này nè, phải luôn luôn khác không. Thì để cái giá của cái phân thức này nó có cái giá trị xác định, thì cái điều kiện của nó, đó là cái phần mẫu của nó phải khác không. Ha, vậy ta chúng ta chỉ cần xác định được cái mẫu của phân thức này là chúng ta sẽ giải quyết được cái câu A. Cô mời bạn xác định mẫu của phân thức đã cho. Cô mời bạn Vinh. Thì cô, mẫu là 3x trừ 9 ạ. Mẫu là 3x trừ 9, right? Cô, x trừ... Mẫu? Cô vừa mới nói mẫu ở đây xong. Mẫu là x trừ 3 cô. À, mẫu là cái phần ở bên dưới ha, còn tử là phần bên trên, cho nên là mẫu đây ha, mẫu chính là x nhân x trừ 3. Thì để cái phân thức này nó có giá trị đây, thì cái mẫu của nó chính là x nhân x trừ 3 phải khác không, nguyên cái phần mẫu này phải khác không. Rồi, các em lưu ý đối với phần này chúng ta có cái ký hiệu, đó là lưu ý ha, cái chữ điều kiện xác định. Chúng ta có thể viết tắt đó là DKXD là điều kiện xác định. Rồi, vậy ở câu A này, cô muốn tìm điều kiện của X để giá trị phân thức này được xác định, thì cô sẽ chỉ cần ghi như sau. Điều kiện xác định chấm hai chấm. Thì nguyên cái phần mẫu đó nó cần phải khác không? Phần mẫu của nó chính là X nhân X trừ 3. Phải khác không? Rồi, bây giờ người ta yêu cầu tìm điều kiện của x mà, đúng không? Ở đây chúng ta mới cho cái mẫu khác không thôi, chúng ta phải coi x phải khác bao nhiêu trong cái bài này. Thì chúng ta giải giống như bài toán tìm x bình thường, các em, x nhân x trừ 3 mà bằng 0. Thì tới đây chúng ta sẽ giải như thế nào bạn Quỳnh? Phần nháp nha, phần này là phần nháp nha. Ôi, cô nói lại, cô em đang đi. X nhân x trừ 3 bằng 0 người ta giải như thế nào Quỳnh? Dạ cô à, ta cho cái gì bằng không? Dạ cho kết quả bằng không. Cho cái gì bằng không nè? X nè, có dạng là A nhân B bằng không nè. Một trong hai số nhân lại với nhau bằng không. Khi một trong hai số này bằng không, như vậy bây giờ cũng có X nhân X bằng không. À đúng rồi, mình sẽ cho cái thứ nhất, thừa số thứ nhất đó là X bằng không. Rồi cái thừa số thứ hai đó chính là X bằng bằng 3. X trừ 3 bằng 0, được chưa? Và mình sẽ giải ra được, đó là thứ nhất là x bằng 0 và cái thứ hai đó là x bằng 3, đúng không? Còn bây giờ của mình bây giờ không phải là dấu bằng mà là dấu khác, các em thấy không? Thì chúng ta giải y chang như chúng ta giải dấu bằng vậy đó. Bây giờ cô sẽ thay những cái dấu này bằng dấu khác. Đó, những dấu bằng này bây giờ cô thay bằng những dấu khác thì cô sẽ được điều kiện. Vậy thì trong bài này x sẽ có hai điều kiện. Thứ nhất là nó phải khác 3. À, khác không, cái thứ hai đó là nó phải khác 3. Rồi, thì từ chỗ này cô suy ra được ha, phần giải mình giải ngoài nháp, mình chỉ cần ghi là x khác không. Và lưu ý chỗ này nha, cô sẽ sử dụng cái chữ đó là chữ và, không phải chữ hoặc nha các em. Và x khác 3, bởi vì khi x khác cả số 0 và số 3 thì cái giá trị của phân thức này mới xác định. Chứ nếu mà giả sử cô điền đây chữ hoặc, thì lỡ như trong này x bằng 0 đi, thay 0 vào đây, 0 mà nhấn gì cũng bằng 0, vậy thành ra cái mẫu này có phải bằng 0 không? Cho nên ở đây chúng ta phải sử dụng chữ và, không được sử dụng chữ hoặc. Ai mà ghi hoặc là cũng sai nha. Rồi,
Đó là câu A, như vậy là xong. Câu A chúng ta chỉ cần, nếu người ta yêu cầu tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định, các em cứ ghi là điều kiện xác định, chấm hai chấm, cho cái mẫu khác không giải ra coi là x khác bao nhiêu là xong. Rồi, đến câu B. Tính giá trị của phân thức tại x bằng 2004. Vậy bây giờ chúng ta coi nè, x bằng 2004 và điều kiện của chúng ta là x khác 0 và khác 3. Thì rõ ràng 2004 là khác 0 và khác 3 rồi, cho nên là khi chúng ta thay 2004 vào thì cái phân thức này nó sẽ có một cái giá trị xác định của nó ha. Bây giờ chúng ta muốn tính, đầu tiên chúng ta nên rút gọn cái phân thức trước đi đã, để chúng ta tính cho nó dễ. Ta có 3x trừ 9 phần x nhân x trừ 3 bằng. Rồi cô mời Khoa rút gọn cho cô phân thức này đi Khoa. Dạ. Ở trên rút cái gì ra ngoài nè Khoa? Thưa cô là rút 3 ra cô. Rồi bên trong sẽ còn lại gì em? Dạ thưa cô, rút 3 ra mình còn x trừ 3 không? Đúng rồi, x trừ 3. Còn ở dưới? Là giữ nguyên cô. Dưới giữ nguyên. Rồi kết quả bằng? Rút gọn x trừ 3 là còn 3 phần x cô. À đúng rồi. Bây giờ tính giá trị của phân thức tại x bằng 2004 thì mình chỉ cần thay cái gì? Thay cái x đó bằng 2004 cô. Đúng rồi, thay x bằng 2004 vào trong cái chỗ mà phân thức, vào phân thức 3 phần x, vào cái mình đã rút gọn thì ta sẽ được cái gì Khoa ha? Dạ thưa cô là 3 phần 2004 là bằng 1/668 luôn. 1 phần gì em? 668 hả? Dạ vâng. 668. Đó, như vậy 1 phần 668 chính là cái giá trị của cái phân thức đã cho tại x bằng 2004. Rồi, như vậy đối với những cái bài này chúng ta chỉ có làm rất là đơn giản ha. Rồi, ví dụ như ở cái câu chấm hỏi 2 này, các em sẽ quan sát cô hướng dẫn trước đây ha. Ở đây cô có cái câu chấm hỏi 2 thì cô có cái phân thức này. Thì người ta cũng yêu cầu các em là tìm điều kiện của x để cái giá trị của phân thức được xác định. Thì mình chỉ cần là ghi là điều kiện xác định. Rồi mình xác định cái mẫu của nó, mẫu chính là cái phần ở dưới dấu gạch. Toàn bộ phần dưới dấu gạch đó chính là x mũ 2 cộng x. Mình cho cái phần này khác không, rồi mình giải coi x sẽ khác bao nhiêu và x khác bao nhiêu. Là khi đó mình sẽ làm được câu A. Còn muốn làm câu B, mình rút gọn cái phân thức trước rồi mình thế số vào là xong. Đó, như vậy đó chính là toàn bộ cái nội dung của bài học ngày hôm nay ha. À, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành ôn tập ở trong đề cương. Cô ơi. Ơi. Đề ca sờ đây là gì? Ủa nãy bạn nào đang hỏi á? Dạ em. Em là bạn nào? Dạ Hằng. Hằng ơi, trước khi cô ký hiệu cô có ghi đây mà Hằng. Điều kiện xác định rồi. Hằng không chú ý rồi. Rồi về nhà đối với phần này để cho tụi em quen đối với phần tìm điều kiện xác định thì các em sẽ nhớ làm cho cô cái bài tập, đó là bài tập số 47 sách giáo khoa nha. Nhớ làm bài đó để cho quen cái phần này.